Chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ạ. Nay em có về được mấy phôi kim quýt ạ, với mấy phôi tùng ạ, với mấy phôi người quế ạ, xin được cho giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Em tên Siên ạ, em ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Số điện thoại của em là 0985 860 647, mong cô chú ủng hộ em ạ, xin cảm ơn ạ. Và em vô cây số 1 là phôi này, phôi kim quýt, cây tứ diện nha cô chú anh chị, cây chuyện cổ ạ. Chiều cao của nó là 1m1 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Có cành tứ diện luôn ạ, cây kiển cổ luôn ạ. Rồi em đo cái hoành ạ. Hoành cái củ đặc của nó được 42 ạ. Neo nó em đo vị trí này được 23 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này, nguyên cái củ đặc của cô chú anh chị. Mã số 1 phôi kim quýt này em giao lưu 2 triệu 2 ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 2 ạ, cũng là phôi kim quýt luôn ạ. Này em có cặp mà cô chú anh chị. Chiều cao nó là 1m2 ạ. À, cô chú tham khảo ạ. À, có cành tứ diện cổ luôn ạ. À, ta bẻ qua nhau ạ. Rồi em đo cái hoành đó ạ. Hoành cái sát cái cổ rễ của nó là được 37 ạ. À, neo nó em đo vị trí này được 21 ạ. À, mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 2 phôi này em cũng giao lưu 2 triệu 2 ạ, bao xếp toàn quốc ạ. Là mã số 3 ạ. Này là trà Phúc Kiến ạ. À, cây này thành phẩm thường chậu, người ta nuôi trong chậu luôn cô chú anh chị. Cây này đang có bông ạ. À, chiều cao nó được 40 ạ. À, tán ngang của nó được 40 luôn ạ. À, cô chú tham khảo ạ. À, này trà Phúc Kiến này cô chú anh chị, đang có bông có trái ạ. À, ổn rồi các bạn ạ. À, còn cái củ bệ đế của nó được 37 ạ. À, neo nó đo vị trí này được 17 ạ. À, mời cô chú tham khảo ạ. À, mã số 3 trà Phúc Kiến này em giao lưu 1 triệu 2 ạ. À, bao xếp toàn quốc ạ. À, cây này em không có xếp chậu nha cô chú anh chị. Này là mã số 4 ạ, à, cũng là trà Phúc Kiến ạ, à, cây thành phẩm này cô chú anh chị. Này dáng tạc đa luôn ạ. À, chiều cao nó được 35 ạ. À, tán ngang nó là 40 ạ. À, cây này kính tàn hết cô chú anh chị, mời cô chú tham khảo ạ. À, rồi nó cái hoành á. À, neo nó đo vị trí này được 20 ạ. À, mời cô chú tham khảo ạ. À, mã số 4 trà Phúc Kiến này em cũng giao lưu 1 triệu 2 ạ. À, bao xếp toàn quốc ạ. Chậu. Này là mã số 5 ạ. À, này là xanh ạ. À, này là xanh lọc nha cô chú anh chị. Lên nu nần nguyên cục bự luôn ạ. À, hôm đó cái hoành á, chiều cao nó được 90 ạ. À, mời cô chú tham khảo ạ. À, này xanh lọc rồi cô chú chị, nguyên cục ạ. À, càng lớn nó càng nói nu nhiều ạ. À, hôm đó cái hoành á, mình cái bệ đế nó được 58 ạ. À,
Mình cái cục nu của nó được 37 ạ. Có chiều cao cũng vậy. Còn bây giờ đó, còn 14 rồi đó. Chiều dài lên tới cục nu nó là được 25 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 5. Phôi xanh nu này em giao lưu 3 triệu ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 6 ạ. À. Này là dạng nguyên tùng của chú anh chị. Cây thần trâu luôn ạ. À. Chiều cao nó được 70 ạ. À. Tán ngang của nó là 90 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Này người ta có vô nhôm dạng thành phẩm nha cô chú anh chị. Cây này nó bị lũa đây nha cô chú anh chị. Này về mình chơi lũa, anh tha thuốc lũa, này lũa thiên nhiên luôn ạ. À. Mấy dưới này nó không nguyên cái dàn rễ nó còn nguyên cô chú anh chị, nó bị trên lưng này không ạ. Âm nó có hoành á. Neo nó đo vị trí này được 24 ạ. Chiều dài cái thân bò nó được 35 ạ. Mã số 6. Coi dạng niên tùng này em cho luôn 2 triệu 2 ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này em không có xếp chậu nha cô chú anh chị. Cây này thuần chậu luôn ạ. Này là mã số 7 ạ. Cũng là phôi tùng ạ, dạng niên tùng á cô chú anh chị. Phôi này dạng cây quái ạ. Chiều cao nó đo vị trí này được 60 ạ. Ngay cổ ngọn ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cây này nguyên cái đường thân co nó lắc cốt cạnh nó đẹp luôn ạ cô chú anh chị. Đế điệu luôn ạ. Làm ra cái quạnh á. Quạnh cái bệ đế nó được 80 ạ. Neo nó đo vị trí này được 52 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái giọng co lắc này đẹp cực kỳ cô chú anh chị. Mã số 7 phôi dạng niên tùng này em giao lưu 5 triệu rưỡi ạ. Bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 8 ạ. Này là tùng kim cương zin nha cô chú anh chị. Này là phôi tùng kim cương zin ạ. Cây này người ta cũng nuôi bồn nha cô chú anh chị. Ngày chiều cao của nó được 1,3 m. Tán ngang của nó là 1,5 m ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này tùng kim cương zin nha cô chú anh chị. Nó hơi ngần lên nè. Cây okay, ghim này nó lâu lớn lắm nha cô chú anh chị. Đường thần nó co lắc cái này sửa vô nhôm cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Còn đâu có quạnh á. Còn neo nó đâu vị trí này được 22 ạ. Chiều cao cái thoát thân của nó là được 40 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ.
Mã số 8 phôi tùng kim cương này em giao lưu 4 triệu 8 à. Em bao xếp toàn quá cả. Này là mã số 9 ạ. À. Này là me me dáng văn nhân cô chú anh chị. Me này nằm chậu lâu năm cái dạng cũng là cây cổ luôn ạ, à. Già cây dữ lắm ạ. Cây này người ta nuôi trong chậu không cô chú anh chị. Rồi em đo cái chiều cao nó. Chiều cao nó được 1,5 m cô chú anh chị. Tán ngang của nó là 1,4 m ạ. Chiều dài cành gốc của nó là được 1 m ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này già cây lắm rồi cô chú anh chị. Này buông nhôm này mới dằn lại nước nhôm ạ. Này già nó tắn luôn rồi cô chú anh chị. Cây nằm chậu mấy chục năm rồi cô chú anh chị. Em đo cái quạnh nó ạ. Mình neo nó em đo vị trí này được 22 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 9 me dáng văn nhân này em giao lưu 4 triệu rưỡi ạ. Em bao xếp toàn quá cả. Này là mã số 10 ạ, này là phôi nguyệt quế ạ. Quế lá sắn bông chùm ạ, cây này cũng nằm bồn nha cô chú anh chị. Chiều cao nó được 48 ạ, mời cô chú tham khảo ạ. Đế đều đẹp luôn cô chú anh chị. Cúc cành đồ nó có sẵn lớn luôn ạ. Rồi em đo cái quạnh ạ. Neo nó đo vị trí này được 53. Còn cái cốt của nó được 21 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 10 phôi nguyệt quế này em giao lưu 2 triệu rưỡi ạ. Em bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 11 và cũng là phôi nguyệt quế ạ. Cây này dáng bay nha cô chú anh chị, này người ta có nuôi cốt cành ạ. Chiều cao nó được 60 ạ. Tán ngang nó được 60 luôn ạ. Rồi đo cái hoành luôn ạ. Hoành sát cái cổ ghề rễ nó là được 60 ạ. Neo nó em đo vị trí này được 44 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. Cây này người ta nuôi dáng bay cô chú anh chị. Cốt cành rồi người ta nuôi sẵn rồi, cây này không có bị hư bị lũa gì cô chú anh chị. Mã số 11 phôi nguyệt quế này em giao lưu 2 triệu 7 ạ. À. Em bao xếp toàn quốc ạ. À. Này là mã số 12 cũng là phôi nguyệt quế ạ. Mấy cây này nằm bồn không cô chú anh chị. Cây này dáng tàng đa. Này mình sửa theo dáng bạc phong gió lùa gì cũng được cô chú anh chị. Cây này già cây lắm ạ. Chiều cao nó được 65 ạ. Tán ngang nó là 60 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Già cây đế dạng đế nơm mà đều đẹp nha cô chú anh chị. Cốt cành đồ thôi. Cốt cành đồ lớn hết ạ.
Rồi ông đo cái hoành á. Hoành eo nó ông đo vị trí này được 52 ạ. Hoành cái cốt của nó được 17 ạ. Hoành cái bệ đế của nó là được 130 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Mã số 12 phôi Nguyệt Quế này em giao lưu 3 triệu 2 ạ. À. Em bao xếp toàn quốc ạ. Nguyệt Quế lá sắn bông trùm ạ. Này là mã số 13, này là phôi mai chiến thủy da đen lá lớn ạ. À. Phôi này người ta có nuôi cốt cạnh nha cô chú anh chị. Chiều cao nó được 30 33 ạ. À. Hoành eo nó em đo vị trí này được 40 ạ. Hoành cái cốt của nó được 11 ạ. Mà cô chú tham khảo ạ. Này sẹo kéo mạnh nha cô chú anh chị. Mã số 13 phôi mai chiến thủy này em giao lưu 1 triệu 7 ạ. Bao xếp toàn quốc ạ. Mã số 13 cũng là phôi cuối clip của em ạ. Chào cô chú anh chị ạ. Cảm ơn cô chú anh chị ạ.